Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi ngày 6 tháng 5 năm 2020. Doanh nghiệp chăn nuôi hưởng lợi nhưng chưa cho thấy tinh thần chia sẻ. Đó là nhận định của bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về việc tái đàn, tăng đàn heo trên địa bàn. Và theo bà Hạnh, doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhưng chưa cho thấy có một chính sách cụ thể hữu hiệu nào đối với người chăn nuôi trên địa bàn. Thời điểm giá hơi giảm thì yêu cầu chia sẻ, nhưng đến lúc giá tăng mạnh lại khó khăn về con giống. Và hiện nay nhiều địa phương đang khuyến khích người dân đẩy mạnh tái đàn, tăng đàn. Và theo anh Hải ở huyện Cẩm Khê của tỉnh Phú Thọ cho rằng, chính quyền cần làm việc với ngân hàng về lãi suất, vốn vay ưu đãi, đảm bảo chu kỳ để người chăn nuôi có điều kiện để tái đàn, tăng đàn. Và chỉ đạo người chăn nuôi chia sẻ con giống với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, cũng như đề ra chính sách cụ thể để hỗ trợ người chăn nuôi heo giống phù hợp. Việc cho nhập khẩu thịt heo để tăng nguồn cung vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hiệu quả, và thực tế khi nhập vào rồi, giá thịt heo nội địa lại tăng vọt lên và người tiêu dùng vẫn là người mua với giá cao nhất. Giá heo hôm nay ghi nhận vẫn đang ở mức cao và vẫn tăng mạnh ở nhiều tỉnh trên phạm vi cả nước. Cho dù nguồn hàng hiện nay đang ít, nhưng theo ghi nhận ở tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay lại có xu hướng sụt giảm hai giá, và hiện nay tỉnh Thái Bình chỉ còn dao động mức giá 90.000 đồng trên 1 kg. Theo anh Hòa, một hộ chăn nuôi ở huyện Vũ Thư của tỉnh Thái Bình cho biết, mấy ngày qua giá hơi tăng vùn vụt, cứ ngỡ vài ngày nữa giá sẽ lên mốc 95.000 đồng trên 1 kg, nên gia đình vẫn chưa bán cho dù nhiều thương lái hỏi mua. Ai ngờ trong ngày hôm nay giá hơi lại giảm về mức 90.000 đồng 1 kg đối với dòng heo đẹp. Còn theo chị Thảo cho rằng, thường vào tầm 15 hàng tháng thì các doanh nghiệp chăn nuôi lớn sẽ xuất bán heo ra thị trường, và khi đó giá heo sẽ giảm dần. Nếu được cân thì nên bán ở thời điểm giá cao là phù hợp nhất. Giá heo hôm nay ở hầu hết các tỉnh trên phạm vi cả nước vẫn tăng và cao chót vót. Cụ thể như Hà Nội đang dao động mức giá 90 đến 92.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận trong chiều ngày 5 tháng 5, ở một số huyện ngoại thành của thành phố Hà Nội như là Phúc Thọ, Ba Vì, Sóc Sơn đang dao động mức giá 90 đến 92.000 đồng 1 kg. Hải Dương giao động mức giá 89 đến 90.000 đồng 1 kg. Nhiều người báo giá ở huyện Thanh Miện của tỉnh Hải Dương đang phổ biến mức giá giao động 89.000 đồng đối với dòng heo siêu loại 1. Hải Phòng đối với dòng heo hai máu giao động mức giá 88 đến 89.000 đồng 1 kg. Còn đối với dòng heo ba máu giao động mức giá 86.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở thị trường miền Bắc có mức giá cao như là Hưng Yên giao động 90 đến 93.000 đồng trên kg. Vĩnh Phúc dao động mức giá 92 đến 93.000 đồng 1 kg, Bắc Ninh mức giá cao nhất 91.000 đồng 1 kg. Theo nhiều hộ chăn nuôi, báo giá huyện Tiên Du của tỉnh Bắc Ninh hiện nay đang phổ biến mức giá 90 đến 91.000 đồng trên 1 kg. Nam Định dao động mức giá 88 đến 89.000 đồng 1 kg. Ninh Bình trong ngày hôm nay đạt mức giá 90.000 đồng 1 kg. Hà Nam đang dao động mức giá 90 đến 91.000 đồng 1 kg. Thái Bình ổn định mức giá 90.000 đồng 1 kg trong ngày hôm nay. Bởi hôm qua thì đối với Thái Bình đã chạm mốc 93, nhưng đối với hôm nay thì đang có xu hướng giảm dần. Đối với các tỉnh ở khu Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình đang phổ biến mức giá 83 cho đến 87.000 đồng 1 kg, tùy thuộc vào từng địa phương và tùy thuộc vào trọng lượng cũng như là chất lượng của lợn. Cụ thể như ở Sơn La phổ biến mức giá dao động 84 đến 85.000 đồng 1 kg. Và trong chiều ngày 5 tháng 5, một số huyện ở tỉnh Sơn La báo giá dao động mức giá phổ biến 85.000 đồng như là huyện Mai Châu, huyện Thuận Châu của tỉnh Sơn La. Đối với Lai Châu đang dao động mức giá 82 đến 85.000 đồng đối với dòng heo nuôi ở các trang trại theo hình thức công nghiệp. Điện Biên dao động mức giá phổ biến 85.000 đồng. Đối với Hòa Bình dao động mức giá 87 đến 88.000 đồng 1 kg đối với dòng heo siêu loại 1. Còn các dòng heo ốc siêu dao động mức giá 83 đến 85.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên hiện nay cũng có mức giá cao. Theo nhiều hộ chăn nuôi, báo giá ở huyện Đồng Hỷ, Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên dao động mức giá 92 đến 93.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ cũng ở mức cao, dao động 92.000 đồng 1 kg. Trong chiều ngày 5 tháng 5, một số huyện ở tỉnh Phú Thọ như là Thanh Sơn, Tân Sơn, Thanh Thủy báo giá dao động mức giá 92.000 đồng trên 1 kg, mức giá rất là cao ở thời điểm này. Nếu còn heo thì mình khuyên người dân nên bán ra ở thời điểm này, bởi hiện tại giá hơi rất là cao. Bắc Cạn giao động mức giá 85 cho đến 86.000 đồng 1 kg. Cụ thể như ở chợ Đồn, huyện Ba Bể của tỉnh Bắc Cạn đang phổ biến mức giá này.
Tuyên Quang cũng đã chạm mốc 92.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Thậm chí một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Hàm Yên của tỉnh Tuyên Quang lên đến 93.000 đồng trên 1 kg trong chiều ngày 5 tháng 5 năm 2020. Quảng Ninh giao động mức giá 90.000 đồng 1 kg. Lạng Sơn cũng có mức giá cao và tăng mạnh trong ngày hôm nay. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở Lạng Sơn giao động trên dưới 90.000 đồng 1 kg. Các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái đang phổ biến mức giá 85 cho đến 86.000 đồng 1 kg, trong khi đó Bắc Giang giao động mức giá 90.000 đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở khu Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn là địa bàn có mức giá cao. Hiện nay mức giá phổ biến ở Thanh Hóa đang giao động mức giá 86 cho đến 89.000 đồng 1 kg. Nghệ An giao động phổ biến mức giá 87.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh giao động mức giá 85.000 đồng 1 kg. Một số địa phương như Quảng Bình, Quảng Trị giao động 84 đến 85.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, đối với Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay lại tăng vọt, tăng đến 3 giá so với tháng qua và lên mức giá 87.000 đồng 1 kg. Và theo ghi nhận ở huyện A Lưới, huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay đang phổ biến mức giá 86 cho đến 87.000 đồng đối với dòng heo siêu loại 1. Có các dòng heo ba máu và dòng heo mỡ ở tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ dao động khoảng 83 cho đến 84.000 đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở khu Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay cũng tăng mạnh, đặc biệt là Quảng Ngãi, Bình Thuận vẫn là địa bàn có mức giá cao. Hai tỉnh này đã chạm mốc 90.000 đồng 1 kg trong ngày hôm nay. Quảng Nam có mức giá thấp hơn, dao động mức giá 87 đến 89.000 đồng trên 1 kg. Bình Định dao động mức giá 89.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương như Phú Yên, Khánh Hòa giao động mức giá 86 đến 88.000 đồng. Trong khi đó, Ninh Thuận có mức giá thấp hơn, giao động mức giá phổ biến 85.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, một số huyện ở các tỉnh này như sau. Đối với huyện Bắc Ái, Ninh Hải của tỉnh Ninh Thuận báo giá giao động mức giá 85.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tỉnh Bình Thuận như là huyện Tuy Phong báo giá giao động 90.000 đồng 1 kg. Ở Hoài Ân của tỉnh Bình Định giao động mức giá 89.000 đồng 1 kg, trong khi đó ở tỉnh Khánh Hòa như là Diên Khánh chỉ giao động mức giá 87.000 đồng 1 kg. Đó là thông tin một số huyện mà mình ghi nhận được ở một số hộ chăn nuôi báo giá trong chiều ngày 5 tháng 5 năm 2020. Còn đối với tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay giá hơi cũng tăng mạnh. Có những địa bàn đã lên mức giá 91.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay, như Gia Lai đang giao động mức giá 90 đến 91.000 đồng đối với dòng heo siêu loại 1, tức là dòng heo đẹp mà người ta gọi là dòng heo đẹp không tì vết đối với tỉnh Gia Lai này. Và hiện nay Gia Lai chưa có địa bàn nào có mức giá 92.000 đồng trở lên. Cụ thể như ở huyện Chư Sê và huyện Đức Cơ của tỉnh Gia Lai đang giao động mức giá phổ biến 90 đến 91.000 đồng 1 kg đối với dòng heo siêu. Còn các dòng heo ốc siêu các hộ chăn nuôi chỉ báo giá giao động 85 cho đến 87.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá cũng rất là cao ở địa bàn này. Con Tum giao động mức giá 87 đến 88.000 đồng 1 kg. Đắk Lắk cũng đã chạm mốc 90.000 đồng 1 kg đối với dòng heo siêu loại 1. Còn các dòng heo ốc siêu thậm chí ở Đắk Lắk chỉ trả với mức giá 84.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông giao động 86 đến 88.000 đồng 1 kg. Theo ghi nhận trong chiều ngày 5 tháng 5 ở huyện Đắk Mi của tỉnh Đắk Nông phổ biến mức giá 87 đến 88.000 đồng đối với dòng heo siêu, còn dòng heo ốc siêu phổ biến mức giá 83 cho đến 84.000 đồng trên 1 kg. Lâm Đồng giao động mức giá 90 đến 91.000 đồng 1 kg trong ngày hôm nay. Còn thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, nhiều tỉnh có xu hướng tăng, đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu Tây Nam Bộ. Cụ thể như Sóc Trăng chạm mốc 90.000 đồng 1 kg trong ngày hôm nay, Trà Vinh giao động mức giá 85.000 đồng, Cà Mau tăng 2 giá so với ngày qua, dao động 86 đến 87.000 đồng trên 1 kg. Kiên Giang cũng tăng vọt lên mức 88.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Và đặc biệt, tỉnh Tiền Giang đối với một số huyện như là Tân Phước, Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang đã chạm mốc 86.000 đồng cho đến 88.000 đồng trong chiều ngày 5 tháng 5 năm 2020. An Giang có mức giá thấp hơn, dao động mức giá 85.000 đồng trên 1 kg. Một số tỉnh khác ở khu Tây Nam Bộ như Bạc Liêu cũng đã chạm mốc 90.000 đồng 1 kg. Theo ghi nhận ở huyện Giá Rai của tỉnh Bạc Liêu, nhiều hộ chăn nuôi báo giá dao động mức giá 89 cho đến 90.000 đồng đối với dòng heo siêu loại 1. Tuy nhiên ở huyện Vĩnh Lợi lại có mức giá thấp hơn, chỉ dao động mức giá 87.000 đồng trên 1 kg. Thì các bạn có thể tham khảo ở các huyện này, bởi hiện nay tỉnh Bạc Liêu có nhiều mức giá khác nhau và sự chênh lệch giữa các huyện này cũng lên đến 3-4 giá. Long An giao động mức giá 85 cho đến 86.000 đồng trên 1 kg. Và đặc biệt theo ghi nhận ở tỉnh Vĩnh Long tăng mạnh và đã chạm mốc 90.000 đồng 1 kg đối với dòng heo siêu loại 1. Đồng Tháp giao động mức giá phổ biến 86 đến 87.000 đồng 1 kg. Hậu Giang giao động mức giá 88 đến 90.000 đồng 1 kg.
và đặc biệt tỉnh Bến Tre là địa bàn có mức giá cao nhất, đang dao động mức giá 89 đến 92.000 đồng một kg tùy thuộc vào chất lượng của từng loại heo. Cần Thơ dao động mức giá 88 đến 89.000 đồng trên 1 kg trong chiều ngày 5 tháng 5 năm 2020. Còn đối với các tỉnh ở khu Đông Nam Bộ đang phổ biến mức giá dao động 84 cho đến 86.000 đồng một kg. Những địa bàn mà có mức giá cao như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu đang dao động mức giá phổ biến 86.000 đồng trên kg. Một số địa bàn có mức giá thấp hơn như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương và Tây Ninh dao động mức giá 84 đến 85.000 đồng một kg. Và đặc biệt trong chiều ngày 5 tháng 5, một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Tân Uyên và huyện Phú Giáo của tỉnh Bình Dương đang phổ biến mức giá 85.000 đồng một kg và rất ít người có thể bán được mức giá 86.000 đồng một kg. Còn thậm chí đối với dòng heo áp siêu ở địa bàn này chỉ dao động mức giá 82 cho đến 83.000 đồng một kg. Hay đối với tỉnh Bình Phước thì ở Lộc Ninh của tỉnh Bình Phước đang dao động mức giá 84.000 đồng một kg. Còn đối với tỉnh Tây Ninh như là huyện Gò Dầu, Trảng Bàng của tỉnh Tây Ninh phổ biến mức giá 84 cho đến 85.000 đồng trên 1 kg. Theo ông Nguyễn Xuân Dương, quyền cục trưởng cục chăn nuôi cho biết, tính đến thời điểm này có hơn 90% số xã ở nước ta đã trải qua ít nhất 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch tả lợn châu Phi nào. Như vậy là đủ điều kiện để tái đàn tăng đàn. Tuy nhiên thì hình tái đàn tăng đàn ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước hiện nay nhìn chung còn rất là chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do một số địa phương vẫn e ngại bởi khi mà tái đàn tăng đàn thì nhiều người cho rằng sẽ bùng phát lại dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh đó thì hiện nay giá con giống cũng rất là cao. Theo thống kê ở nhiều thị trường trên phạm vi cả nước, giá con giống đang dao động mức giá 2,5 cho đến 3,1 triệu đồng trên một con. Chính vì vậy mà nguồn vốn của người dân cũng rất là ít, gây khó khăn cho việc tái đàn tăng đàn hiện nay. Đó là thông tin về giá heo hơi trong ngày 6 tháng 5 năm 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin sau của chúng tôi.